Xin chào các bạn đã quay trở lại ThinkView. Nếu các bạn đã từng xem video review về chiếc Levo i520 thì chắc hẳn các bạn sẽ cảm thấy chiếc máy đó nó thiếu một chút gì, như là một bộ vỏ cao cấp hơn, một cấu hình mạnh mẽ hơn hay là đèn LED RGB chẳng hạn. Và tất cả những sự thiếu sót đó đã đều được bổ sung trên chiếc Levo Legion i720 này. Đây là chiếc laptop gaming cao cấp nhất thuộc dòng Legion của Levo, một chiếc máy cao cấp nhưng lại chỉ có mức giá tầm trung. Và điều dễ cảm nhận thấy nhất trên chiếc Legion i720 này là nó nặng. Với một bộ vỏ kim loại khá dày ở cả nắp lưng và đáy máy thì chiếc máy này có trọng lượng lên tới là 3,1 kg, một con số tương đương với chiếc máy 17 inch hay những chiếc workstation. Tất nhiên rằng với một bộ vỏ dày như vậy thì sẽ giúp cho máy cực kỳ chắc chắn, nó không hề có bất kỳ một chút sự ọp ẹp nào ở tất cả các góc cạnh. Và nếu được đặt một biệt danh cho chiếc máy tính này thì mình sẽ đặt nó là Build Like a Tank. Nó thực sự giống một cỗ máy xe tăng ở cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Các góc cạnh được làm cong cho một cảm giác cầm nắm rất là đầm tay. Họa tiết được sử dụng chủ yếu trên lớp vỏ của i720 là các họa tiết đan chéo ô hình thoi kiểu vân xước chìm cổ điển, rất giống với vật liệu sợi carbon nhưng nó bằng kim loại. Việc sử dụng chất liệu kim loại và họa tiết như vậy khiến nó sẽ dễ bám vân tay nhưng cũng sẽ rất dễ lau chùi. Logo chữ Y quen thuộc của dòng Legion cũng được làm bằng kim loại, vì vậy sẽ không có đèn LED phát sáng. Đây là chiếc laptop đầu tiên có công nghệ giả lập âm thanh vòm cao cấp Dolby Atmos, bao gồm hai loa JBL 2W và loa siêu trầm 3W. Âm lượng rất lớn và chất lượng cũng rất tốt, đủ trong và các chi tiết cho nhu cầu nghe nhạc và chơi game cá nhân. Phần kê tay và khung bàn phím vẫn được làm bằng chất liệu nhựa phủ nhung mềm mại, mượt mà như kê tay của laptop Alienware. Dùng tất nhiên là sẽ rất thích và rất tốt trong việc cách nhiệt với bộ phận đặt tay. Tuy nhiên thì nếu không cẩn thận thì bộ phận này rất dễ bị chảy xước và khá là khó vệ sinh. Bàn phím của Levo i720 sử dụng layout khá dị với các phím mũi tên cách biệt và rõ ràng. Nhìn qua sẽ tưởng là giống với layout TKL, tuy nhiên lại không phải. Đây là một điều rất cần thiết cho những game thủ bởi vì nó giúp cho họ tránh bị bấm nhầm giống những chiếc laptop có phím mũi tên nhỏ. Còn về chất lượng thì bàn phím trên i720 thì nó không có gì khiến mình phải chê. Nó rất tốt, phím chắc chắn và độ nảy tốt là truyền thống của laptop Levo cao cấp. Cảm giác bấm mượt, bề mặt phím khá to để khó thể bị bấm nhầm. Bàn phím cũng được trang bị LED RGB theo vùng. Về trackpad, với thiết kế một mặt phẳng được bao xung quanh bởi viền đỏ khá cơ bản thì đây là một lựa chọn hợp lý và an toàn của Levo. Bề mặt touchpad được phủ lớp kính cao cấp, vì vậy sẽ cho cảm giác di tay đơn điểm và ra điểm rất tốt. Các phím bấm chuột trái phải được làm êm và chắc chắn. Và do không gian rộng rãi thế nên máy được trang bị khá đầy đủ các cổng kết nối USB, RJ45, HDMI, Mini DisplayPort, cổng 3,5mm và đặc biệt là cổng Thunderbolt 3. Cổng Thunderbolt 3 ngoài việc giúp chúng ta có thể kết nối ra màn hình rời bên ngoài với độ phân giải cao thì nó còn rất tốt cho những giải pháp EGBU. Vì trên i720, cổng Thunderbolt 3 của máy sẽ được full với 4 lens. Tuy nhiên, với việc được trang bị card đồ họa GTX 1060 6GB RAM đã rất tốt rồi thì mình nghĩ rằng các bạn cũng sẽ ít khi phải tính tới việc sử dụng card đồ họa desktop rời bên ngoài như vậy nữa. Tuy nhiên, sẽ hơi bất tiện một chút khi Levo quyết định không tích hợp khe đọc thẻ nhớ SD. Màn hình của Levo i720 có hai bản là Full HD và 4K. Cả hai tùy chọn đều không có cảm ứng nhưng vẫn được phủ một lớp kính chống chói tràn viền, mang một cảm giác liền lạc hơn thông thường. Khả năng hiển thị ở mức trung bình, đủ để có trải nghiệm gaming tốt với tấm nền IPS có góc nhìn rộng, độ bao phủ màu 65% sRGB và 48% Adobe RGB, độ sáng ở mức vừa phải với 220 nits. Còn nếu cần một màn hình cao cấp hơn thì có lẽ option 4K sẽ là phù hợp hơn cho bạn. Bởi vì trên Legion i720, option 4K sẽ có độ bao phủ màu sắc lên tới là 95% sRGB. Và tất nhiên, điều quan trọng nhất ở một cỗ máy chơi game đó chính là cấu hình. Nắp máy được mở ra đơn giản với 11 con ốc phía sau, sẽ thấy toàn bộ linh kiện của máy tương tự như những chiếc laptop cao cấp, giúp cho việc vệ sinh, bảo dưỡng máy dễ dàng. CPU 7700K, card đồ họa GTX 1060, loa siêu trầm 3W, viên pin 60Wh cho khoảng 5 giờ sử dụng cơ bản với màn hình Full HD. Khả năng nâng cấp ổn 5 RAM và ổ cứng 2GB RAM DDR4 tối đa 32GB, một vị trí ổ cứng NVMe 2280 và một vị trí SATA 2,5 inch. Một cấu hình lý tưởng để chơi game cũng như là để làm media. Với lần test game này, mình đều để các game ở mức Ultra đều có khả năng thể hiện đồ họa tuyệt vời nhất và mức FPS từ i720 đem lại là rất ổn. Có thể nói, Ultra là mức đồ họa cực kỳ kinh khủng mà chiếc máy này vẫn có thể đáp ứng được khá tốt. Để có thể đạt được 60fps ở một vài tựa game rất nặng thì các bạn chỉ cần giảm một vài những thiết lập xuống VR2 là cấu hình của i720 hoàn toàn có thể đáp ứng được những tựa game đó một cách mượt mà và chân chu. Thực sự rằng, GTX 1060 6GB là một VGA cực kỳ đáng mua để có thể tận dụng được hết khả năng của game ở 1080p. Về hiệu năng tản nhiệt thì lại một lần nữa, i720 khẳng định đây là một cỗ máy chơi game tốt nhất của Levo.
với một thiết kế khá dày giúp cho không gian bên trong của máy thông thoáng, đẩy khí ra bên ngoài. Nay lại còn được thêm khả năng tăng tốc độ quạt Extreme Cooling từ phần mềm Lenovo thì các bạn hoàn toàn có thể yên tâm chơi game trong những ngày hè nóng nực mà không lo sợ hiệu năng của chiếc máy này có thể bị giảm sút khi quá nhiệt. Tất nhiên để kết quả rõ ràng hơn, mình vẫn stress test chiếc máy này bằng IDA64 và Fermax. Tổng kết lại với Lenovo Legion i720 thì đây thực sự là một cỗ máy gaming dành cho những người dùng thực dụng. Nó hội tụ đầy đủ những yếu tố quan trọng nhất ở một chiếc laptop gaming như là một chất lượng hoàn thiện rất tuyệt vời. Cấu hình tốt với cả đồ họa GTX 1060, bàn phím và những giao tiếp vật lý khác rất tốt và khả năng tản nhiệt của máy cũng rất là tuyệt vời, vừa để tận dụng được những hiệu năng mà máy có thể đem lại, vừa để kéo dài tuổi thọ của máy. Tuổi thọ của i720 nó sẽ hứa hẹn tương đương với những dòng sản phẩm workstation cao cấp. Mình rất thích sử dụng chiếc máy này bởi vì nó có thể đem lại cho mình một cảm giác gì đó rất là an toàn về mọi mặt. Và một điều quan trọng cuối cùng để các bạn có thể đến với Lenovo Legion i720 đó chính là các bạn có thích thiết kế lên qua sản phẩm này hay không. Và đó chính là lời kết của mình trong video ngày hôm nay. Vậy thì ý kiến của bạn như thế nào? Hãy cùng comment phía bên dưới nhé. Và hy vọng các bạn sẽ cảm thấy video này hữu ích. Và đừng quên like, share và subscribe channel để ủng hộ chúng mình. Xin chào và hẹn gặp lại.